thành phố Hồ Chí Minh, ấm áp buổi họp mặt đầu xuân với 500 cán bộ lão thành. Ngày 13 tháng 2, mùng 4 Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, Ban Liên lạc Toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đầy tổ chức họp đầu xuân và tổng kết năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi họp mặt có sự tham gia của Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phạm Chánh Trực cùng 500 cựu tù chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh và 23 tỉnh thành miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên. Chia sẻ tại buổi họp mặt đầu xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã thông tin lại về những dấu mốc quan trọng về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của cả nước nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong năm 2023. Ông cũng nói đến những khó khăn, tồn đọng, bức xúc cần phải tháo gỡ, nỗ lực vượt qua. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên khẳng định, trong bối cảnh chung đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng với sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực vượt qua khó khăn đã giúp đạt được những kết quả đáng trân trọng. Trong thành công chung đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng góp một phần quan trọng để hoàn thành một số chỉ tiêu, tương xứng với tầm vóc, vị thế của thành phố lớn, của đầu tàu kinh tế cả nước, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh. Ông cũng nói thêm, để có một cái Tết Giáp Thìn 2024 trong không khí đầm ấm, vui tươi, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội và các tổ chức, cá nhân thành phố đã chung sức, đồng lòng để chăm lo cho người khó hơn mình. Qua đó, ông ghi nhận sâu sắc những tấm lòng, tinh thần sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác, các đơn vị. Tổ chức đã cùng nhau làm nên một mùa Tết bình yên, ấm áp. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố luôn luôn khắc ghi công lao, xương máu của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nhờ đó, đất nước có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày hôm nay. Với những kết quả mà thành phố đã đạt được, chắc chắn không thể thiếu những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước. Ông cũng khẳng định thành phố luôn trân trọng, tri ân và nhớ ơn sâu sắc sự đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán bộ lão thành, chiến sĩ cách mạng. Nhất là các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đầy. Trong rất nhiều năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ các hoạt động của câu lạc bộ truyền thống kháng chiến và ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy thành phố. Chúng tôi xem đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là bổn phận của các thế hệ nối tiếp và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền đối với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, người đứng đầu đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Ông cũng mong rằng, mỗi cá nhân có mặt tại buổi họp mặt hôm nay sẽ tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo và có hành động thiết thực đóng góp cho thành phố Hồ Chí Minh và cho cả đất nước. Nhân dịp đầu xuân, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gửi lời kính chúc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đầy năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc. Ông mong tinh thần, ý chí của thế hệ đi trước tiếp tục được lan tỏa trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.